Xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị cùng với chúng tôi qua câu chuyện buổi trưa hôm nay cùng với anh Nguyễn Xuân Nam ở trên đài truyền hình Việt Nam ở tại California, Phú Bắc California. Và ở tại miền Nam California thì chúng tôi có ông Phát Bùi, cựu nghị viên của thành phố, cũng là một trong những ứng cử viên cho nhiều cái chức vụ dân cử. Tôi nói cho nhiều là vì chỉ có một chức thôi, nhưng mà nhiều chức vụ dân cử sẽ được diễn ra vào ngày hôm nay, thưa anh Xuân uh, Nam và đặc biệt gửi lời chào không thấy hình anh Phát Bùi ở đâu chào anh Phát Bùi là tôi đang trọng không thấy hình sang trọng uh... à... thôi bây giờ thì thấy quá đẹp rồi kỳ yeah. này thì thấy anh quá đẹp hình như chắc có lẽ cũng phải đi sửa sắc đẹp tóc tai đồ ấy hay cái đó chắc có lẽ ông Tân thị trường mới anh Xuân Nam thấy anh sao anh Xuân Nam dạ yeah, thấy ok anh già yeah. OK thôi hả? Chứ chưa anh không cho điểm lên cao lên sao mà phát yeah, trên cửa okay, nó, nó satisfy yeah rồi satisfied rồi vâng kính thưa quý vị sáng nay sở dĩ chúng tôi mời cụ nghị viên phát bùi lên cùng gặp gỡ với quý vị là chắc quý vị biết hôm nay ngày 15 tháng 7 một trong những ngày đánh dấu cho những cái sự kiện gọi là tiến trình bầu cử ở tại quận cam và đặc biệt tại miền nam california nói chung thì luôn tiện chúng tôi sẽ nhờ ông phát bùi một trong những người có tên trong danh sách những vị ứng cử cho thấy cái tiến trình như thế nào để trở thành được một ứng cử viên à, đó là chuyện mà có mặt ông Phát Bùi nhưng bên cạnh đó thì chúng tôi cũng nhờ ông Phát Bùi để chia sẻ với quý thí khán thính giả tất cả những sự kiện mà có thể nói làm người dân Hoa Kỳ cũng giống như toàn thế giới này quan tâm đến đó là vấn đề ám sát hụt ông cựu tổng thống Donald Trump Việc trước tiên thì chúng tôi kiểm nhật tin tức thì chúng tôi thấy ông Donald Trump sau khi có thể nói là bị Matthew Cross à, sử dụng cây AR-15 để bắn vào nhưng có thể nói cái mạng của ông quá lớn và nó lướt qua tay thôi thì ông vẫn bình tĩnh đi vào bệnh viện thử nghiệm và xong xuôi ngày sau ông cũng có mặt ở tại sân góp của Marengo của ông và tại sân góp ông cũng cho biết rằng có cái vợ là cái người bắn không trúng chỗ chứ còn tôi sẽ đánh đánh góp luôn luôn đánh trúng chỗ cũng là một trong cái sự việc và tiền đây thì chắc anh Phát Bùi cũng theo dõi cái sự kiện đó phải không anh Phát Bùi anh cho thấy như thế nào Dạ, thưa Vân, thì phải nói rằng là cái mạng của ông Trump thật là quá lớn. À, cái người bắn là một cái chàng thanh niên 20 tuổi và ông ta đã sử dụng khẩu súng AR-15 là khẩu súng bắn khá chính xác. Nhất là trong cái khoảng mà chỉ cách có 150 mét thôi thưa anh. À, khẩu súng đó đã từng được rất nhiều người trong công đội bắn những khẩu súng tương tự như vậy là khẩu súng M16 tức là cùng loại súng nhưng mà M16 là cho quân đội và AR15 là cho uh, dân sự thì khẩu súng đó có tầm bắn 150 m là rất dễ dàng chính xác thì uh, cái người hung thủ là cái người nằm sẵn trực sẵn ở trên mái nhà cách ông Trump khoảng uh, cái podium ông Trump khoảng 150 mét và nó nằm từ cái phía bên trái của cái podium và nó nằm ngang khoảng ngang ngang với lại cái 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 chỗ của ông Trump đang đứng hướng về uh, những cái sketcher là những chỗ ngồi của những cái người ủng hộ ông thì lúc đó ông Trump quay về phía bên tay phải cái đầu ông hướng về bên tay phải và cái phát súng ngay lúc đó đã bắn ra thì uh, nó trúng vào cái cái uh, cái mũi cái cái lỗ tai bên phải của ông tức là phía phía bên sau thì uh, sau đó là ông đã sụp đã ngồi xuống và các nhân viên Secret service đã nhảy lên để mà bảo vệ cho ông và đưa ông đi về đi ra khách sạn thưa anh à, đi ra bệnh viện thưa anh Vâng, cảm ơn anh Phát Bùi nhưng mà chúng tôi cũng cần bổ túc thêm một vài cái tin mà anh vừa đưa ra cho nó chính xác hơn. Việc trước tiên nói về cây súng AR-15 không phải là để cho tư nhân, Cây đó là một cái vũ khí dành cho lục quân của Hoa Kỳ. Nhưng cây súng M16 là trước tiên thì cái đợt ra đầu tiên thì họ với một cái giá rẻ hơn, họ sử dụng M16 đặc biệt nhất là M16 cho cái chiến trường ở tại Việt Nam trong lúc trang bị cho quân đội của Việt Nam Cộng Hòa. Và sau này thì cái cây súng M16 nó không còn tiền hành và người ta đổi lại cây súng AR-15 tất cả cái lòng súng và tất cả cờ đạn đều giống nhau nhưng cái bán súng thì nó không còn như cái bắn súng của M16 và tất cả những cái gọi là hiệu quả của cây súng này đều không có một cái gì khác biệt cái đến thứ nhì thì chúng tôi cũng muốn xác định lại là cái vấn đề không phải bắn trúng lỗ tai của ông được, chúng tôi rất dài dặt về cái vấn đề này Và FBI cũng giống như cơ quan đặc vụ Họ sẽ đưa chúng ta những cái chi tiết Nhưng mà chúng ta đã thấy có Sau khi cái phát súng đổ ra Thì có nhiều dấu hiệu cho thấy rằng Cái phía bên tay bên phải của ông à, Hay là phía bên phải của ông Đã có một vài vết máu Nhưng điều đó không có nghĩa rằng là Chúng ta có thể nói là trúng cái tay của ông Thưa anh Phan Tại vì chúng ta phải cẩn thận những cái tin tức Mà khi chúng ta đưa lên trên cái hệ thống Truyền hôm nay À, cái điều trước tiên mà chúng ta thấy là, là quý vị có thể có một cái hình ảnh rõ ràng để quý vị nhận định được cái đối tượng, cái sân khấu, cái stage của ông Donald Trump đứng hiện chúng tôi tạm gọi như là cái mặt phía trước nhìn xuống ở ra hướng đông và phía sau lưng ông là phương West. Thì nó có hai cái nhà, một cái nhà kho ở phía bên phía tây à, là cái nhà nơi mà ông Martin Krupp đặt cái cây súng ở đó và phía ở bên sau lưng cái stage thì là nơi à, tất cả nhân viên vật vụ và đã đặt một cái hệ thống để kiểm soát toàn bộ cái khu vực. Nhìn qua thì nếu tất cả những cái gọi là xuất phát để có thể có những cái lần đạn để bắn đến ông Trump thì chỉ có một cái nhà, cái nóc nhà à, trên cái nóc nhà của một cái kho một cái công ty mà cái chỗ đó đặt có sự có mặt của Matthew Crook. Cái đi đây là một vài trong những cái nghi vấn mà lại nhiên chắc là FBI cũng giống như sở mật vụ sẽ đưa ra trong những ngày tháng tới đây. Vì chúng ta biết trước khi phát súng nổ thì đã có một cảnh sát lên trên cái nóc nhà và họ đã biết có trên đó có Matthew hỏi. Thì lúc đó theo tất cả các tin tức từ AP đánh đi cho đến NBC, ABC đều cho rằng là cái súng đã chia về phía người cảnh sát và mấy người cảnh sát phải đi xuống. Và ngay tức thì lúc đó sau mấy ấy thì là phát súng nổ ra thưa anh. Và khi phát súng nổ ra năm hoặc 6 phát gì đó thì phía bên của lực lượng... Uh, mật vụ và secret service đã bắn trả lại về cái hướng của Matyukov Matthew, uh, Matthew và kết liễu cuộc đời của anh. Cái sự kiện mà chúng tôi muốn đặt câu hỏi ở đây với tất cả các khán thiết giả và tất cả mọi người đều biết, lẽ nhiên cái tầm bắn của một cái nóc trên cái nóc nhà đó có thể ảnh hưởng đến tính mạng của một người có thể là nguyên thủ quốc gia của Hoa Kỳ, tại vì cái range của nó chỉ có 150 mét mà thôi nếu như một cái khởi súng mà gọi là snap fire tương nhiên là bắn sẻ thì có thể nói cái cái tầm nhắm bắn đó rất dễ dàng cho một người ở trong cái thế tư thế để chuẩn bị để hạ sát đối thủ của mình nhưng tại sao với một cái gọi là một cái tầm nhìn bao quát như vậy mà FBI cũng như Secret Service là cái nghề của họ mà họ không thể tìm ra được cái dấu vết đó để có thể giải tỏa được những sự đó. Đó là một cái câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm để đặt cái này thưa anh Phát Bùi cũng như anh Xuân Nam. Cái vấn đề chính ở đây là một trong những vấn đề chúng ta cho thấy rằng cái sự việc bảo vệ của các yếu nhân hình như sau khi mà cái vụ bắn nổ ông Ronald Reagan hình như một cái thời gian dài làm cho nhiều khi người ta không có thể quan tâm mấy nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng ta lơ là trong cái việc bảo vệ cho những yếu nhân như vậy được Thế thì bây giờ chúng ta đặt lại cái câu hỏi phía ông Joe Biden đã nói gì sau khi cái sự kiện đã xảy ra thưa anh Phan Bụt vâng à, thưa anh là ông Biden đã lên à, thứ nhất là ngay ngày chủ nhật ông đã gọi cho tổng thống à, donald cựu tổng thống donald trump và hai người đã trao đổi một số những cái câu à, trao đổi ngắn và ông trump cho biết rằng là cái cuộc nói chuyện điện thoại đó nó diễn ra một cách hết sức là tốt đẹp và ông cũng đã có cái lòng cảm ơn à, sau đó thì tổng thống biden đã lên trên à, à, trước công chúng và nói một cái cuộc nói chuyện khoảng 6 phút hơn và ông kêu gọi thứ nhất là ông lên án cái việc à, à, đã cố tình cả, cái người hung thủ đã ám sát ông à, cựu tổng thống Donald Trump và ông nói rằng tất cả những sự việc này sẽ không bao giờ chấp nhận được trong một cái chế độ dân chủ của Hoa Kỳ và ông kêu gọi cái sự đoàn kết đây là cái lúc mà quốc gia Hoa Kỳ cần phải đoàn kết để mà chống lại những cái hành động mà ông cho rằng là nó vi phi nhân dân chủ ông nói rằng là cái cuộc bầu cử hay là những cái bất đồng quan điểm về chính kiến nó phải được giải quyết bằng ở uh, thùng phiếu chứ không thể bằng bạo lực như thế này được. Vâng, việc trước tiên chúng tôi cũng trở lại một chút xíu nữa thì rằng sở mật vụ họ đã đánh dấu cái nơi mà Matthew Cross đặt cái cây súng để có thể sử dụng để ám sát cựu tổng thống Donald Trump, họ đã biết được cái chỗ đó và một trong những nhân viên của mật vụ cấp cao là người quen thuộc với cái kế hoạch thì cho biết rằng ông đưa ra một cái ý kiến rằng đáng lẽ là những người FBI cũng giống như, như Secret Service ở đó trên cái ở đáng lẽ phải có ai đó ở trên cái mái nhà mà cái chỗ Matthew Crook sử dụng để bắn vào ông Donald Trump thì cái điều này cũng lên một cái nghi vấn là họ đã nói rất rõ ràng là họ nói đáng lẽ phải có ai đó ở trên mái nhà hoặc bảo vệ tòa nhà đó để không ai có thể lên mái nhà đó thì anh là phát Bùi thế thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi đến một cái vấn đề sự kiện gì sẽ xảy ra sau khi ông Donald Trump bị ảnh hưởng qua một cái vụ ám sát của ông mà kết quả không đi đến như những gì mà chúng ta không có hy vọng à, thưa anh việc trước tiên là đến bây giờ thì cái cuộc mà gọi là ám sát vào hôm thứ bảy vừa qua nó có ảnh hưởng gì đến cái cuộc đại hội đảng của đảng cộng hòa hiện nay đang diễn ra ở thành phố Milwaukee hay không à, nó có một vài việc thưa anh thứ nhất là bảo đảm rằng là cái vấn đề mà bảo vệ an ninh sẽ được tăng cường cho cái ngày đại hội đảng cộng hòa ở Milwaukee. À, còn về cái phần chương trình thì nội dung của chương trình theo như các giới chức của đảng cộng hòa cho biết nó sẽ không có gì thay đổi. Họ vẫn sẽ à, đứng ra và đưa ra những cái à, chủ đề mà họ đã chuẩn bị sẵn từ nhiều tháng qua. Đó là lời phát biểu của ông à, chủ tịch của cái ngày đại hội đảng cộng hòa đã nói à, lên như vậy và thứ hai là một số những người diễn giả sẽ được dự trù là vẫn tiếp tục những cái bài nói của họ mặc dù họ có thể thay đổi một chút đỉnh thôi chứ không thay đổi nhiều riêng tổng thống donald trump thì ông nói rằng ông đã bỏ hết tất cả những cái bài viết mà ông đã viết từ trước khi cái vụ nổ súng và ông sẽ viết một cái bài phát biểu mới trong đó người ta dự định là ông sẽ lên tiếng kêu gọi một cái sự đoàn kết uh, uh, của Hoa Kỳ và uh, hai đảng đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ phải tìm một cái cách làm việc với nhau để tránh những cái tình trạng bạo động như vậy xảy ra trong tương lai thưa anh. Vâng uh, trở lại với anh Nguyễn Xuân Nam thưa chắc lẽ trong hai ngày qua thì qua cái chương trình của anh cũng có đề cập đến nhiều cái vấn đề liên quan đến cái vụ ám sát ông cựu tổng thống Donald Trump thế anh có thể chia sẻ với khán giả bây giờ những cái ý kiến như thế nào thưa anh Xuân Nam? thực sự câu hỏi lớn nhất là mình muốn biết về cái nhân vật ở lập trình chính trị nhân vật đó cái em ta cần kiếm ở lập trình chính trị đó thì đảng phái như cũng nhân vật đó có một số cái quy chụp ví dụ số ứng cử viên của đảng cộng hòa quy chụp là Biden là thủ phạm không phải thủ phạm là cái người mà cầm súng bắn thủ phạm là người tạo ra một cái động cơ để tạo ra việc bắn nó. Chẳng hạn như ông Biden nói như thế này. Họ trong một bài diễn văn, ông Biden nó cần loại ông, ông Trump ra khỏi ứng cử viên cái cuộc đua tổng thống này. Biết không? tôi nhớ không chính xác 100% về câu nói nguyên văn. Nhưng cái câu đó cho rằng nó ông ứng cử viên phó tổng thống là ông Vance ngay lập tức sau cuộc bắn đã lên án ông Biden ngay cái chuyện cái chuyện này nhưng mà sáng nay trên đường đi lên lên văn phòng đó, thì tôi thấy cái đại hội trung ương đảng hòa đã diễn ra rất là nhiều diễn giả lên nói về vấn đề này thì câu hỏi chúng tôi đặt ra với phát bùi và anh đoàn trọng là thực sự người bắn ông Donald Trump là ai đang nào vâng vâng à, cảm ơn anh khi đưa ra một cái câu hỏi mà có thể nói mọi chuyện dồn dập Và ông bà chúng ta nói rồi dậu bể à, dập dậu bể thì đèo à, đèo leo lên bìm à, dào dậu đổ bìm leo dậu đổ bìm leo vâng tất cả những sự việc đó và anh cũng biết rằng ở Hoa Kỳ tất cả các đảng phái chính trị tất cả cái vấn đề họ tôn trọng nhiều nhất đó là vấn đề tự do ngôn luận quý vị có thể phát biểu tất cả những cái quan điểm nhận định của mình miễn làm sao cái điều quan trọng nhất là vấn đề phải hợp pháp hợp hiến đó là cái điểm mà chúng tôi không phải là luật sư, chúng tôi không phải là những nhà mà có trách nhiệm đó Thành ra chúng tôi không đề cập đến. Nhưng mà tôi đề cập đến, đó là cái quyền tự do ngôn luận của mỗi người. Lấy nhìn đảng cộng hòa với tất cả những thành viên của đảng cộng hòa trong cái kỳ đại hội này có thể, đây là cái cơ hội duy nhất để có thể họ gắn bó cho ông Joe Biden tất cả những cái sự việc mà có thể nói với tư cách là vị lãnh đạo quốc gia cũng có thể phần nào mà có thể chịu trách nhiệm nếu như theo ý kiến của họ đó là một cái mà chúng ta vinh dự sống trong cái quốc gia có quyền đưa ra tất cả những cái nghi vấn tất cả ấy nhưng những cái điều nói ra đó liệu có ảnh hưởng đến những cái gì mà trong những ngày tháng tới đây hay không Lẽ nhiên đến bây giờ thì chúng ta thấy qua cái vụ ám sát này thì cho thấy cái ảnh hưởng và cái sự gần lại với chức tổng thống của ông Donald Trump hình như càng ngày càng gần. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng là những cái lời tuyên bố có thể đưa ra để hầu đưa đến ông Trump và gần hơn nữa. Hay là có thể những cái sự kiện đó đưa ra để cho có thể cách ly cái đoạn mà ông Trump đến rột, đến hoài hào. Cái đó là một cái câu hỏi mà tất cả những người có thể nói hiểu biết đưa ra. Bây giờ thì chúng ta nhìn nhận rằng bạo lực tất cả những gọi là cái thủ thuật để ám sát để giết hại người đối thủ thì đó là một cái điều không một cái quốc gia nào chấp nhận ngoại trừ nga hiện nay và trung quốc hiện nay thì chúng tôi chưa biết đến chúng tôi không nói đến nhưng mà chúng ta đã nhìn thấy ở hoa kỳ này qua những lời tuyên bố có thể nói của ông joe biden lẽ dĩ nhiên đến bây giờ thì còn quá sớm để chúng ta đi đến cái kết quả nhưng mà chúng ta thấy bạo lực để đối để có đàn áp tiếng nói của những người khác hoặc lấy đi cái tiếng nói của những người khác qua những hình thức bầu cử, qua những hình thức thanh toán, đó là điều Hoa Kỳ không bao giờ chấp nhận. mời anh phát biểu. Vâng, thì cái câu mà anh Nguyễn Xuân Nam nói đến thì có lẽ là qua một số những cái người lãnh đạo trong đảng Cộng hòa đã dựa vào cái bài báo của tờ uh, trên cái tờ Washington Post, uh, họ có tường trình rằng là trong một cái lần ông uh, cựu ông uh, Tổng thống uh, Joe Biden đã phát biểu thì ông nói như vậy. So we are done talking about the debate. It's time to put Trump in a boon's eye Tức là cái lỗ ống nhòm của một khẩu súng. Thì người ta dựa vào cái câu đó uh, mà ông uh, Biden đã phát biểu trên cái tờ báo Politico đã trường thuật lại. Thì uh, cho rằng họ đổ lỗi là chính cái câu nói đó của ông Biden đã có thể xúi dục cái người thanh niên này đã đi đến quyết định ám sát ông Trump nhưng mà đó là một cái câu nói tôi nghĩ rằng uh, nó hơi uh, uh, đi uh, đi quá xa uh, cũng giống như là những cái chuyện mà người ta vẫn thường đổ lỗi cho bên ông Trump đã tác động cho General 6 để mà vô mà uh, đột nhập vào uh, Capitol Building và uh, có thể đi đến những cái chuyện bạo động ở đó. Thì... Uh, Tôi nghĩ rằng là cái sự việc, uh, động tác nào đã khiến cho cái người thanh niên này ám sát Tổng thống Trump nó chúng ta chưa có thể biết được và phải đợi FBI điều tra và có lẽ cũng khó có thể biết được cái động cơ nào là động cơ thật sự khiến cho cái người thanh niên này đã ám sát ông, uh, ông Trump. Theo như cơ quan uh, FBI điều tra thì chúng ta giờ để đã biết đích xác ông cái người thanh niên này 20 tuổi và đã ghi danh uh, là uh, cử tri của đảng Cộng hòa tuy nhiên trước đây không lâu là ông cũng đã đóng góp 15 đồng vào cái quỹ tranh cử của bên đảng dân chủ à, điều đó hiện giờ thì người ta cũng chưa biết được nhưng mà người ta cũng có thể à, không có loại bỏ cái nghi vấn tôi xin nhắc lại là nghi vấn là cái người thanh niên này có thể là à, một cái con cờ của một phe à, cực à, cực tả thưa 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 quý vị và thưa anh Nam À, thì cũng có thể là có, có một vài cái hành động một vài cái nhóm cực đoan nào đó đã xúi dục ông này để mà ám sát ông uh, cựu tổng thống donald trump nhưng mà điều đó chúng ta chưa biết được đến bây giờ thì có đáng lẽ đáng... chúng ta không có thể cầm cái đèn chạy trước ô tô khi tất cả những cái sự kiện đang điều tra ở trong vòng điều tra và chúng tôi chưa có một cái quyết định nào rõ ràng về cái sự kiện liên quan đến Matthew Crook với cái vụ ám sát của cựu tổng thống Donald Trump nhưng chúng ta có quyền nhìn vào tất cả các sự kiện liên quan đến những người có một phần nào ở trong cái gọi là gắn liền với cái cuộc gọi là ám sát vừa qua. Điều đó không có nghĩa họ ấy, nhưng mà những cái công việc này nó dính liền với những cái việc tranh cử cũng giống như vừa rồi anh nói lời tuyên bố của ông Joe Biden. Tất cả mọi người đều có quyền tự do để bình luận. Những cái điều bình luận làm sao để cho người tin hay là không tin, đó là vấn đề thứ hai khác. Thì bây giờ chúng ta trở lại sự kiện thôi. Thì sự kiện ngày tối chủ nhật hôm qua này, ông cựu Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi cái gì? Ông kêu gọi đoàn kết và, và kiên cường. Thì sau khi có những cái gọi là cái nỗ lực sát hại ông và gây ra sự bất ổn mới cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống vốn đã có những vấn đề một uh, nổi loạn. Cái sự kiện mà ông kêu gọi đoàn kết và kiên cường, điều đó không có nghĩa rằng họ, ông yêu cầu tất cả những thành viên của đảng Cộng Hòa lợi dụng cho đảng Cộng Hòa để đưa ra những cái ý kiến riêng của mình nhằm đi đến một cái tình trạng chia rẽ đất nước vào lúc này. Mình phải dựa vào những cái điều gì ông Donald Trump nói và những gì ông Joe Biden nói. Cái tuyên bố của đối thủ diễn ra sau một cái cuộc tấn công làm rung chuyển cả cái nền tảng vững chắc của hệ thống chính trị tại Mỹ. Gây ra ít nhất là cái sự lắng dịu tạm thời trong cái chiến dịch tranh cử tổng thống. Thế thì bây giờ chúng ta nghĩ đến trọn một ngày sau cái vụ nổ súng thì động cơ của tay súng này vẫn còn là những điều bí ẩn. Không một ai có thể đưa ra một kết quả quyết cho dù đó là FBI, cho là Secret Service hay là tất cả những cơ quan nào để đưa ra. Đến bây giờ thì tất cả sự kiện còn nằm ở trong vòng bí ẩn. Các nhà điều tra cho biết họ tin rằng cái này là họ tin thôi. Hành động một mình trước khi đặc vụ mật vụ bắn chết thì lẽ dĩ nhiên chúng ta đều thấy rõ ràng ông hành động một mình. Nhưng bị hai giờ xin có cái sự nối tiếp và cái sự gọi là giúp đỡ tán tụng của người nào đó hay không, tất cả đều nằm ở trong vòng bí mật mà thôi. Việc trước tiên ông Biden lại làm gì? Ông Biden với tư cách là tổng thống Hoa Kỳ, ông đã ra lệnh đánh giá an ninh À, về tất cả người một cái nền an ninh độc lập về vụ tấn công khiến về việc có thể nói là một tay súng có trở thành nổ súng từ một cái sân một trên cái mái nhà của trong một cái cuộc vận động tranh cử diễn ra ở tại Pennsylvania tất cả mọi việc đều do FBI đang điều tra cái vụ súng đây là như một cái hành động khủng bố đó là tuyên bố ông Joe Biden nói đây là một hành động khủng bố ở trong nước thế bây giờ chúng ta nói đến những cái sự kiện mà diễn ra như thế nào thì chắc là quý vị cũng đã biết rồi À, đã có nghe được nói rất nhiều rồi. À, cái điều mà chúng ta có thể nói hôm nay nó ảnh hưởng cái cuộc tranh cử này nó ảnh hưởng như thế nào và tất cả những cái sự kiện liên quan đến những nhân vật trong cái tranh cử trong cái chức vụ này liệu có ảnh hưởng đến Matthew Crook để khi đi đến một cái hành động đưa đến vấn đề ám sát ông cựu tổng thống Donald Trump hay không? Vâng. Và... chắc là chúng tôi cũng muốn nghe một trong hai người của quý vị cho chúng tôi biết cái ý kiến về vấn đề đó. Câu hỏi quan trọng cụ thể là sao? Cụ thể là tôi nói, cái vấn đề mà đưa đến cái vấn đề ám sát ông cựu tổng thống Donald Trump qua cái hành động vào tối thứ bảy nó có ảnh hưởng gì đến tất cả những cái cuộc gọi là hiện nay đang vận động tranh cử giữa hai bên hay không? Tôi 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 nghĩ nó nó chưa ảnh hưởng bao nhiêu đâu chuyện và tôi, tôi đang ráng tìm qua giờ thì Đã... tuy nhiên điều đó có nghĩa rằng anh Xuân Nam có nghĩa là với ô, Hoàng, đến bây giờ đến bây giờ là vấn đề cá nhân giữa một người không thích phải không hay là có một cái sự gì đó tôi nghĩ nó, nó một more like có một chút mua có thiên cảm hương trâm lý do là người ta giống như một người Ông Trâm là người nạn nhân bị bắn thì ừ. tâm lý bình thường người ta nó nghiêng về ông Trâm thương cảm thương xót thì là hơn không Nhưng tôi, tôi mà... nói cái cái người mà hung thủ kìa chứ không phải là nói quần chúng sau khi ông Trump bị chuyện này. Tôi nói cái người hung thủ sử dụng cái cây súng AR-15 để bắn ám sát ông Trump có phải là vì lý do của cái cuộc tranh cử này hay là vì cá nhân của ông Matthew Cross đối với ông Donald Trump? Thì đó, chúng tôi nghĩ chúng tôi xin phép bình trọng cho tôi đi đào bộ, ta lên gọi ông cái. À, không không đây không phải vấn đề nếu như đạo nếu như anh nói đào mộ thì tất nhiên cái cuộc mà điều tra này đâu còn có cái gì để điều tra nữa thế à, bây giờ ông chết rồi hỏi ai giờ ông nhưng mà tất cả những cái vấn đề liên lạc của ông tất cả những cái quá khứ của ông tất cả những cái gì mà ông chuẩn bị cho cái sự việc này nó thế sẽ dẫn đến thế, cái kết cái cái quả đó như vậy ra lâu dài đó bên chồng chưa xong luôn. đúng thì tôi hoàn đấy đó là lý do tôi hỏi anh thì đến bây giờ những ai lên án ở trong cái đại hội đảng cộng hòa không có đủ điều kiện để lên án ông biden như vậy đó là cái lý do tôi hỏi anh và lý do tôi hỏi quý khán giả. Tại vì chúng ta chưa có một cái hành động cụ thể, một cái gì cụ thể để chúng ta tuyên bố được như vậy được. Thế anh Phát Bùi nghĩ sao về cái sự kiện đó thì anh Phát Bùi? Vâng, tôi thì tôi nghĩ rằng là bất cứ cái việc lên án một cá nhân nào hay một tổ chức nào đều bây giờ là đều quá sớm và chúng ta không nên làm cái việc đó. Dĩ nhiên Đúng. chúng ta có quyền đặt ra câu hỏi là tại sao Secret Service đã không có thể ngăn ngừa được chuyện này. Có một số những cái điều mà chúng ta thấy rằng là nó không có bình thường. Tôi lấy ví dụ uh, trong cái chỗ mà ông Trump uh, có cái rally thì nó là một cái khoảng trường rất trống và phía bên tây uh, phía bên tây như anh trọng nói phía bên, bên trái đó là nó uh, là một cái uh, dãy nhà uh, thấp uh, có mái nhà uh, và nó rất là trống. Rồi đằng trước thì cũng có một số những cái binh đinh khác mà bên Secret Service họ đã có một số những cái người shop shooter tức là những cái chuyên viên uh, thiện xạ túc trực ở sẵn trên mai cái đó. Họ nhìn họ sẽ phải thấy ngay là trong vòng có 500 feet cách chỗ mà những cái người nhân viên uh, mật vụ là có một cái người đang tục trực sẵn trên mai nhà. Và nếu họ dùng ống nhòm trong súng của họ thì họ sẽ thấy ngay được là cái người đó có uh, vũ trang thì câu hỏi được đặt ra đó là tại sao một trong một cái khoảng trường vậy dễ dàng có thể kiểm soát như vậy mà họ lại để cho một người có thể đột nhập vào và leo lên mái nhà mà họ không hề chú ý đến thứ hai là có một vài nhân chứng cho thấy phỏng vấn với một số đài truyền thông cho biết rằng họ thấy cái người hung thủ đó người sát nhân đó ở trên mái nhà và họ đã báo cho cảnh sát cũng như là nhân viên bảo vệ thế mà những cái sự phản ứng đã không có kịp thời để mà ngăn chặn phát súng được nổ lên làm thiệt mạng một người uh, đội trưởng đội cứu hỏa cũng như là hai người bị uh, thương. Thì cảm chúng ơn. Đó là một câu hỏi mà có lẽ là tất cả mọi người đều có quyền đặt ra và phải đòi hỏi bên uh, Secret service cũng như là các uh, cơ quan cảnh sát địa phương trả lời là tại sao lại có thể để cái sự việc quan trọng như vậy xảy ra thưa anh. Vâng, cảm ơn anh. Uh, khi anh đưa ra một câu hỏi mà tất cả nhìn vào cái hiện trường để chúng ta thấy rõ ràng là câu hỏi đó là cái câu hỏi cần nêu ra nhưng cái vấn đề thứ như bây giờ chúng ta nói cái chuyện đã rồi, cái chuyện phát súng đã mở đã nổ ra bởi cái cây súng AR15 của Matthew Crock. Nó có ảnh hưởng gì đến cái cuộc tranh cử sắp tới giữa ông Joe Biden và ông Donald Trump nếu ông Joe Biden không rút lui không thưa anh? À, tôi nghĩ rằng cái sự việc này nó có lợi cho ông Donald Trump là bởi vì trước cái sự chú ý của không biết bao nhiêu là triệu cử tri người ta thấy hình ảnh một ông uh, Donald Trump đã giữ được cái sự bình tĩnh trong một cái khung cảnh mà phải nói là kinh hoàng và đầy uh, giấy động uh, uh, loạn ở trong đó. Ông là cái người bắn vào trong gan tất là ông có thể là đã bị uh, thiệt mạng rồi. Đây không phải sự việc bình thường mà thấy ông vẫn bình tĩnh và ông đã giơ uh, tay lên và ông tiếp tục nói rằng là chúng ta phải tiếp tục chiến đấu trong cái sự giao hòa của rất nhiều người supporter nước đó thì cái hình ảnh đó cái hình ảnh có lợi cho ông trump và nó có thể ừ. ảnh hưởng đến cho cuộc tranh cử thôi anh à, tôi không nghĩ rằng nó hiện giờ nó ảnh hưởng bao nhiêu là bao nhiêu hết là bởi vì à, cái câu hỏi cuối cùng của cử tri cũng là họ ủng hộ ai thì những người nào đã ừ. ủng hộ tổng thống biden sẽ tiếp tục ủng hộ tổng thống biden không phải vì cái sự việc này mà họ thay đổi và những người nào ủng hộ ông trump thì lại càng ủng hộ ông trump hơn thế thì cái câu hỏi được đặt lại là ở những cái tiểu bang chiến trường sáu cái tiểu bang đó mà ai cũng biết đó là cái kiến thức bình thường của bất kỳ một cái cuộc tranh cử nào tại sáu tiểu bang này sẽ là sáu cái tiểu bang quyết định ai sẽ là tổng thống vào tháng 11 này thưa anh thì theo cái cuộc thăm dò à. mới không biết được là do cái vụ uh, nổ súng này hay là do những cái vấn đề bàn cãi lùm xùm về cái việc một số những cái nhà lãnh đạo trong đảng dân chủ muốn ông Biden rút lui mà hiện giờ người ta nói theo cái thông tin vào vài ngày trước cái ngày nổ súng thì uh, ông Biden đang bị thua ông ông Trump khoảng 2 hoặc 3 điểm ở hai tiểu bang chiến địa và nếu mà thua hai tiểu bang này thì ông Biden khó lòng có thể thắng được vào tháng 11 một cái anh. Vâng. Thế thì thưa anh Xuân Nam, uh, anh theo dõi tất cả các cử tri của đảng dân chủ qua cái sự kiện diễn ra vào ngày thứ bảy vừa qua và cái những cái phát súng đã nổ ra trên cái AR-15 đó đó thì liệu những người dân chủ cử tri của đảng dân chủ họ có thiết tha để đi tham dự cái cuộc bầu vào ngày 5 tháng 11 này nhiều hơn không thưa anh Xuân Cái, cái thế đối lập hiện nay rất là lớn về quan điểm, về chủ trương, về sách lược, về tư cách, về quan hệ quốc tế, về NATO, về nhiều nước nó xảy ra nó đối lập với ông Trump và Biden lớn quá giống như chọn hoặc học chọn ba ánh sáng và bóng tối nó lớn đến như <laughs> vậy do vậy tôi nghĩ cái việc bắn này là nó biểu tượng cho một quan điểm đối lập ông trung và tôi nghĩ nói không phải mình trù ẹo nhưng tôi nghĩ đây là phát súng cảnh cáo nước mỹ cần phải thận trọng hơn nữa tại vì sắp tới đường đua tôi quyết liệt hơn và cũng có thể nói rằng nhiều cái dư luận trên thế giới bên mình chống nhiều dư trong nước bên mình chống chuyện trong nato bên mình chống đủ thứ đặt cho cuộc bầu cử này chọn giữa tương lai của nước mỹ nước mỹ sẽ rơi vào thảm họa của bị cô lập trên toàn thế giới bị tách ra khỏi các liên minh hay là nước mỹ sẽ được nguyên đón thì những người yêu nước của Mỹ họ có thể những quan điểm khác nhau một số người đã đi đến có thể bạo động cho nên chúng ta chưa biết như thế nào Vâng, cảm ơn anh với cái câu trả lời rất là thực tế. À, nhưng mà trở lại vấn đề, chúng ta cũng thấy tất cả các sự kiện có thể nói nó ồn ào đưa ra kể từ ngày 27 tháng 6 sau cái cuộc tranh luận của hai ứng cử viên tổng thống diễn ra tại thành phố Atlanta bởi công ty truyền hình CNN tương là tổ chức. Và đặc biệt hơn nữa là vào ngày vừa qua, một cái cuộc gặp gỡ sau khi hội nghị thượng đỉnh NATO đã diễn ra tại Washington DC và một cái buổi gặp gỡ với báo chí của ông Joe Biden. Ở đó thì cho thấy ông Joe Biden có cái cơ hội để vượt lên lấy đi tất cả những gì đã mắc phải trong cái cuộc gọi là tranh luận vào ngày 27 tháng 6 nhưng tất cả những sự kiện đều có thể nói không lấy làm hài lòng cho tất cả những người có thể nói đã từng ủng hộ ông Joe Biden có thể nói trí nhớ và và cái tuổi tác đã một phần nào ảnh hưởng đến cái sức lực và cái gọi là cái uh, cái, cái, cái cái gọi là cái tài năng cũng giống như nguyên tắc căn bản để điều hành nước Hoa Kỳ thì cho thấy một số người cũng có thể cho thấy rằng thất vọng qua những cái gọi là cái hành động lời nói của ông Joe Biden diễn ra trong cái buổi họp báo đó. Thế thứ hai quý vị, quý vị có nghĩ rằng vì những cái động thái đó mà có thể nói có những cái sự việc đáng tiếc xảy ra như ngày thứ bảy vừa qua không thưa quý vị Các nhân tôi thì không nghĩ rằng cái sự việc đó là cái sự việc đưa đến cái người thanh niên trẻ này đã bắn cái phát súng ám sát cựu tổng thống Donald Trump cái điều đó chúng ta khó có thể phải thể đoán được là có hay không đúng hay không đúng rất khó đoán cho anh thành ra tôi thận trọng tôi không có có nối hai cái đỡ với nhau nhưng mà một điều mà quan trọng thì tôi muốn trả lời tiếp cái câu anh Nguyễn Xuân Nam nói khi nãy. Tôi nghĩ rằng à, từ giờ cho đến tháng 11 cũng còn một quả đoạn đường dài đủ, tuy là nó không còn nhiều tháng nữa, nhưng còn dài đủ để mà cuộc diện nó vẫn còn thay đổi. Cuối cùng thì tôi nghĩ rằng là như anh Nguyễn Xuân Nam nói, những người của đảng Dân Chủ, những người mà cực kỳ cảm thấy lo sợ bởi cái viễn à, cảnh ông Trump có thể lên vào Tổng thống, họ sẽ vẫn đi bỏ phiếu rất là đông bởi vì đối với họ phải làm sao ngăn ngừa cái việc ông Trump uh, trở thành tổng thống đó là cái nhìn quan điểm của những cái người đối lập với cái những gì ông Trump đứng cho và ngược lại khi bên đảng Cộng hòa qua cái vụ mà ám sát hụt vừa rồi họ sẽ lại càng đoàn kết hơn hết để mà họ quyết định và giành cho được cái ghế tổng thống uh, thì đó là cái sự quyết liệt tranh giữa hai bên thành ra tôi nghĩ rằng cuối cùng nó vẫn sẽ là do cái lá phiếu của những người independent những người bây giờ mà vẫn còn 50-50 có thể những người này cũng không thích ông Trump mấy và cũng rất rất là nản lòng với cái sức khỏe và cái sự minh mẫn của ông Biden. Họ không cảm thấy rằng đối với họ họ cảm thấy rằng hai người này đều không phải là cái người họ muốn chọn để làm tổng thống. Tuy nhiên họ phải chọn giữa một trong hai người. Thì câu hỏi được đặt ra là họ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump hay bỏ phiếu cho ông Biden hay là không bỏ cho ai cả. Đó ừ. là cái câu hỏi mà hiện giờ chúng ta chưa thể biết được mà phải đợi đến ngày 5 tây tháng 11 thưa anh. Nhưng mà tôi nghĩ nhiên rằng là, là nếu mà chúng ta chỉ dựa vào những cái thăm dò dư luận Thì ừ. ông Biden đang ở cái thế bất lợi hơn là ông Trump Vâng, cảm ơn anh uh, Phát Bùi cái đó, đó... À... Xin xin lỗi Mời... ông ta. Mời anh, Mời cái, anh. Cái, cái bất lợi đó thì có thể hiện nay nếu tính thuần ra nó Về cái vấn đề mà thăm dò dư luận đó, Thì ông Biden rõ ràng đang ở thế bất lợi Nhưng mà chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta quay lại cuộc bầu cử năm 1996 năm 2006 và 2000... 2016 chứ ha. 26. Vâng. Chúng ta biết rằng bà Hillary Clinton đã dẫn ông Trump ở điểm rất là xa. Anh à, thấy không? Nhưng mà lúc đó cái tây giám đốc FBI vừa tung ra một số hồ sơ đó vào cái thời điểm cận kề trước bầu cử thì đã đổi ngược chiều là bà Hillary Clinton mất đi giấc mộng nữ thống đầu tiên nước Mỹ mà bị nhận thảm bại và từ đây đến đó tôi rất đồng ý bùi phát ra còn nhiều sự kiện đó sẽ tác động của bầu cử và chúng ta chưa thể nói hơn thua bao nhiêu hơn nhiều như bà Hillary Clinton với ông Trump lúc đó và còn ngã ngược thì hơn một hai điểm mà ăn thua gì trong tình trạng hiện nay mà ông Biden thua ông Trump một vài điểm cũng một hai điểm mà ăn thua gì rồi đó do vậy là tại sao những biến cố này chẳng hạn như là những nghiên cứu rất là dồn nhập xảy ra chúng ta chưa biết cái gì nào ví dụ như chúng ta một trong lý do là cuộc sự của ông Merchant tại New York trong một tòa hình sự với ông Trump được delay từ tháng 9 có nghĩa là trước cuộc bầu cử khoảng một tháng mấy What if ông Merchant tuyên bố ông Trump bị ở tù và tội hình sự 34 tội bị bị cái án Upside đầu ngay lập tức tại vì cử tri cộng hòa và ủng hộ ông trump theo những thông gia dư luận tôi biết nó còn có cái thì 17 phần cái là 20 phần cái là tới 30 phần theo tuyên bố không vào trong trung nếu ông trump bị kết tội án hình sự bị ở tù thì nếu lúc đó mà ông trump bị kết án là tù dù là một vài một một một, một, một vài tháng một vài tuần thì Mà cái đó cũng được đó, một, vài đó, đó, một vài ngày đó. nữa đó, nó à, thể à. lây chuyển toàn bộ gốc rễ nước mỹ không thể đặt ông tù nhân lên ngồi trong ghế tổng thống và nước mỹ không thể chấp nhận bản án là cả thế giới rất cô lập nước mỹ nato không không ủng hộ được rồi nước nhật và 40 đồng minh khác của, của trên thế giới này Điều không thể chấp nhận người có tù hình sự vào nước của họ. Dù người đó là ai. Thì anh đó là một tổng thống nước Mỹ. Mà anh không được đi 40 quốc gia cường quốc trên thế giới này. Thì không chấp làm tổng thống của ai. Do vậy bây giờ chúng ta chưa thể nói gì trước được hết. Chúng ta quay Coi thử sự việc diễn ra như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng. Thời buổi 2. Thứ thứ yếu tố khác tôi phải nói ngay. Nửa đêm hôm qua. Còn 2 giờ sáng tôi khó ngủ tôi thức dậy qua ngồi ôm cái computer để đọc đọc tin thì có một cái tin đó là cuộc vận động tại sao của cô Carolina hiện nay có ba người ra trong cái cuộc vận động ông Biden và Kamala Harris và một ông thống đốc của tiểu bang South Carolina mà đó là một trong những ứng cử viên thay thế bà Kamala Harris rất quan trọng. Tại sao thay thế bà Kamala Harris? Tại vì theo cái áp lực của đảng Dân Chủ hiện nay và trong nội tình đảng Chủ hiện nay là ông Biden nên nghỉ đi. Nên rút về nghỉ đi. Biết không? Kể cả ông Obama cũng lung lay, kể cả bà Nancy Pelosi cũng lung lay, kể cả các ông mà phụ trách cái đảng Dân Chủ tại Hạ Viện không endo cùng Biden và muốn người khác thay thế ông Jeffrey. Thì như vậy, cái việc mà ra ứng cử của ông Biden có thể thay thế bây giờ chót trước khi công bố chính thức. Thì hiện nay vừa qua tôi đọc bài báo nửa đêm đó, là bà Kamala Harris đang chuẩn bị danh sách 5 người thì đóng vào một trong 5 người đó sẽ đóng vào vai trò ứng cử viên phó tổng thống. Bà có thể được nominate lên là ứng cử viên tổng thống ngay lập tức. Và trong nội bộ đảng chủ đang dẹp nhiều những chính trị gia từ những người qua lại họ không muốn đặt cái vấn đề lo sợ nước Mỹ như thế này nhiều người cho rằng nếu ông Trump mà làm tổng thống nước Mỹ thì nước Mỹ là đi ăn mày bởi vì tại sao thứ nhất nước Mỹ bị bị, bị có thể bị NATO rút lui thế giới bị hạn chế không cho ông ta đi đến nước người ta bốn mươi quốc gia Thứ ba nữa là trường hợp mà cái chính sách của ông Trump không có chính sách rõ ràng để đưa nước Mỹ đi đây. Và trong ông bà thứ tư một người như vậy trong một cuộc tranh luận 90 phút trừ cho một 10 phút để moderator làm việc còn lại 80 phút chìm hai Biden và ông Trump mỗi người 40 phút trong 4 phút của ông Trump ông nói láo 28 lần anh nghĩ một người tổng thống như vậy nói ai tin làm sao tổng thống như vậy nói ai tin và cái kế sách đến giờ này ông nghĩ ông trump có kế sách gì giúp đỡ dân giúp đỡ nước để phát triển trong thời, kỳ đánh mới không chúng ta chỉ nghe ông lên ông đi vận động là toàn chửi biden từ đầu đuôi thôi và chúng ta không thể xây dựng đất nước mỹ trên việc chửi một người khác nước mỹ không thể phát triển bằng việc mình chửi người khác nước Mỹ phát triển là nhờ một sự mà và khi như cái chữ nhận định của ông, chúng ta cho thấy rằng ông đã từng tuyên bố nếu mà ông rớt cuộc bầu cử năm 2020 thì chứng khoán suy sụp nước Mỹ suy sụp và bây giờ nước Mỹ như thế nào đã anh thấy rồi chứng khoán có kỷ lục trong lịch sử một trăm mấy chục năm và nước Mỹ vẫn phát triển do vậy có thể là kinh tế duy nhất phát triển cái hùng mạnh nhất trên toàn thế giới trong trong G8. Vậy thì nói về vấn đề đánh giá về ông Biden ông đánh giá không nổi mà. Ông bị ác cảm thôi chứ ông đánh giá không nổi. Do vậy chúng ta khoan nói vấn đề đó. tuy nhiên cái việc ông Biden có thể bị thất cử cũng bởi vì ông già quá, ông lưu động như nhiều. Thì đảng chủ muốn cắt thắng hơn lắm. Họ đưa bà Kamala Harris ra và đưa một dàn dự kiến là năm ứng cử viên năm người có thể tìm tàng ứng viên phó đúng không? Thì tôi cho rằng cái, cái đó, đó nếu mà bà, bà camera Harris nhảy vào bà giờ ứng cử trẻ như vậy thì ta lo ra ông Trump là thành người già người đậm cầm thì cử tri chạy về ai đã biết rồi thì đang dụ giờ chót trong không có lâu đâu sau khi mà sau khi mà Trung ương Đảng Hoài tổ chức của hội nghị của mình để đề cử thì vài tuần sau sẽ đang chủ làm điều này và tôi tin rằng cái cơ hội mà nếu bà Cambridge thay thế thì lần đầu tiên bà là người thiểu số người người thiểu số ứng cử và giới nữ mà anh biết hiện nay tham gia dư luận bà Kamala Harris hơn ông Biden rất là xa trong cử tri người da dạ đen một yếu tố rất quan trọng của nước Mỹ là hai khối cử tri cử tri người da dạ đen và cử tri người, người người gốc Mỹ Nam Nam Mỹ mà cử đi đen thì bà Kamala Harris hơn ông Biden tới năm phần trăm và cử tri mẹ thì bà Kamala Harris hơn ông Biden là một thì như vậy đó nếu chọn bà Kamala Harris ra thì tôi nghĩ ông Trump sẽ gặp rắc rối rất là to vậy chưa biết ai thắng ai mà bây giờ các ông cờ chưa đặt lên vâng. chưa đặt lên chưa có gì cả trong một hệ chiến bị xin cho đang toàn đọc, đọc bây giờ anh đưa tay anh lật cái con cờ lên cái dụng cho cái khỏi đi <laughs> bây giờ thì tôi anh phát Bùi, anh đang nghe những cái lời uh, có thể nói rằng nhận xét của anh Xuân uh, Nam như vậy anh có ý kiến gì thưa anh uh, phát Bùi? không thì anh với Xuân Nam trình bày uh, những cái sự kiện mà chúng ta thấy là phân tích rất là thấu đáo uh, và tôi thì tôi nhìn chung cái sự việc này giống như tôi nói lúc đầu còn đủ thời gian để mà cái cuộc tranh cử này nó sẽ có nhiều cái thay đổi. Và ngay cái giờ phút này rất khó có thể mà quyết đoán được ai là cái người thắng hành. Dĩ nhiên trong tranh cử chúng ta không thể nào nói một quả quyết một cách uh, quá uh, chủ quan là người này sáng hay người kia sát hôi. Nhưng mà rất là khó quyết đoán chứ nó không như những cái cuộc tranh cử khác mà chúng ta tương đối chúng ta dễ đoán hơn. Thì uh, phải nói rằng là cái cuộc tranh cử năm 2024 năm nay đó, nó có quá nhiều những cái biến động xảy ra trong một cái thời gian rất là ngắn. Chúng ta thấy từ cái việc uh, uh, những cái vụ mà uh, ở ngoài tòa, uh, tòa án xử người Hunter Biden con trai của ông uh, Tổng thống Joe Biden cũng như là cái vụ xử ông uh, uh, cựu Tổng thống Donald Trump ở New York vừa qua và hai cái vụ uh, xử án khác thì nó lại rồi đưa dồn đến cái việc ông Trump bị kết tội bởi bồi thẩm đoàn và dự định là ngày 11 tháng 7 sẽ là cái ngày để mà kết tội lên án thì lại xảy ra cái sự việc tối cao phát việc họ nói rằng có một số việc thì ông tổng thống sẽ có cái quyền được miễn tố nếu đó là những cái việc làm nó liên quan là chính thức và nếu không biến thức thì không có ý. thành ra nó lại đặt cái câu hỏi là làm cho ông Merchant phải rời cái vụ sự ngày 11 tháng 7 đến ngày 10 à, hình như tôi nhớ một lần là ngày 18 tháng 9 rồi sau đó lại đùng một cái xảy ra cái sự việc à, ông à, Donald, tổng thống Donald Trump bị ám sát thành anh thấy trong cái thời gian rất là ngắn mà nó biết bao nhiêu những cái sự việc biến động phải nói là biến động lớn thế thì từ giờ cho đến tháng 10 nó còn bao nhiêu còn tới 3 tháng nữa nữa còn bao nhiêu sự việc có thể xảy ra thành ra tôi nghĩ rằng để mà chúng ta bình luận ngay cái thời điểm này chúng ta chỉ có thể nói rằng là nó đang lợi thế ở điểm này ứng cử viên Donald Trump có một số lợi thế ở điểm này so với ông Biden và ông Biden hay là cái người có thể thay thế ông Biden là bà Harris Kamala Harris sẽ có một số những cái điểm này lợi thế trên đối với lại ông Trump. Chúng ta chỉ thần để thể bình luận trên cái cảnh cái cảnh đó mà thôi. Dĩ nhiên vấn đảng dân chủ kêu gọi thay ngựa giữa dòng là thì nó cũng có nhiều cái rắc rối và à, chúng ta chưa biết nó sẽ đi đến cái mức nào bởi vì theo chúng ta được biết thì tổng thống Biden vẫn quả quyết là ông sẽ không có rút lui. Ông sẽ được. dù là áp lực nó càng ngày càng tăng. Nhưng tôi nghĩ nếu mà phải thay đổi giữa dòng thì có lẽ bà Kamala Harris sẽ là cái người thay thế như là anh Nguyễn Xuân Nam đã đưa ra. Bởi vì sao thưa anh? Bất cứ một người nào khác thay thế ông Biden thì sẽ mất đi một cái số tiền, coi như là một phần lớn cái số tiền mà campaign của ông Biden và bà Kamala Harris đã gây quỹ được. Lên đến có lẽ giờ này đã trên 300 triệu. Chỉ có bà Kamala Harris là có thể lấy được đa số cái số tiền tranh cử đó thôi. Đây là luật... Yeah đơn luật tranh cử của liên bang họ án định như thế. Vâng. Vâng chúng ta chỉ còn có 27 phút nữa là đến một cái tuyên bố lịch sử của ông cựu tổng thống Donald Trump ứng cử viên dân ở viên của đảng cộng hòa cho chức vụ tổng thống Hoa Kỳ. Đến bây giờ thì tin chúng tôi vừa mới nhận được rằng là ông thống đốc ở ông thống đốc của tiểu bang North Dakota đó là ông Doug Burgum và thượng nghị sĩ Mario Cubio của tiểu bang Florida. Áo tuy nhiên là không có nằm trong danh sách và được tuyển chọn vào chức vụ phó tổng thống. Và một trong những người mà ba người người ta thường nói đến đó là thượng nghị sĩ Vend của tiểu bang Ohio. Nhưng đến chờ đến 12, 3 giờ 30 giờ Central Time, tuy nhiên là Central Time cách giờ thì giờ của chúng ta 2 tiếng, thì điều đó có nghĩa rằng là vào lúc 1 giờ 30 à, Hồi nãy tôi nói ham mấy phút là tại vì tôi nghĩ rằng giờ miền Đông Nhưng bây giờ thì giờ Central Time Thì ông Donald Trump sẽ tuyên bố cái người mà đứng kề cạnh ông Và đến bây giờ thì tất cả các tin tức đánh đi qua các hãng thông tấn Cho biết rằng ông Mario Cubio Cũng giống như là ông George Bowman Là ở Bush Là cái người thống đốc của tiểu bang North Dakota Đã không còn nằm trong danh sách này Thì đây cũng là một trong những cái tin tức nóng bỏng Mà chúng ta chờ xem qua cái cuộc gọi là đại hội đảng cộng ở tại thành phố Milwaukee. À, cảm ơn anh Phát Bùi, cảm ơn anh Xuân Nam đã đưa ra tất cả những cái nhận xét và có thể nói rằng đó là những cái nhận định của một cá nhân và có cái chiều hướng họ đã dựa vào tất cả những cái tài liệu, những tin tức mà họ nhận được thì chúng ta chờ xem tất cả các sự kiện này nó sẽ diễn biến như thế nào. Nhưng bây giờ thì chúng ta đi qua một cái sự kiện trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Thì thấy tất cả cái hình ảnh trên tất cả trang YouTube, YouTube tất cả những cái nơi mà có thể nói cộng đồng người Việt trang hơi ở Đông Đông thì có thể nói rằng là đặc biệt như hôm qua ở tại Florida, cũng hôm qua cũng ở tại miền Nam California có những cái buổi gặp gỡ để có thể cầu nguyện và nêu cái tinh thần ủng hộ ông cựu Tổng thống Donald Trump à, cho cái chức vụ Tổng thống. Thế thì anh nghĩ rằng những cái sự kiện này có mang lại cái kết quả tốt đẹp cho cái chức vụ tổng thống của ông Donald Trump trong những ngày tháng tới đây không thưa quý vị à, thì thực sự ra ở dưới tôi không biết tôi không có thời giờ theo dõi ở những tiểu bang khác nhưng mà ở nam california thì ngay ngoài tượng đài chính sĩ việt mỹ cũng có một số dân cử à, tôi thấy trong đó có ông nguyễn cúc lân ông, à, ông nguyễn nam Quang. Quang. À, à. Quang thì có tổ chức một cái buổi đêm thắp nến ở ngoài tượng đài chính sĩ việc Mỹ để ủng hộ công nguyện và ủng hộ cho ừ. ông cựu tổng thống Donald Trump chứ anh thì Được. người đến tham dự thì tôi không có theo dõi kỹ nhưng mà tôi nhìn thoáng qua thì thấy cũng có khoảng chừng khoảng 200 người trở trở lại có thể ít hơn nhưng mà nhìn thoáng qua thì tôi có cái cảm tưởng như thế. Vâng. Thế anh nghĩ cộng đồng người Việt qua cái kỳ bầu cử này hình như họ có một cái chuyển hướng và cái anh có thể đoán thôi, anh có thể đoán thôi là cái cộng đồng người Việt này ở những cái tiểu bang quan trọng họ sẽ dùng cái lá phiếu cho ứng cử viên nào thôi. Tôi thực sự ra thì không có đủ cái uh, uh, yếu tố để mà có thể đoán được là tự tri người Mỹ gốc Việt ở những tiểu bang khác địa phương khác họ sẽ bỏ phiếu như thế nào. Uh, tôi à. hoàn toàn chưa không, không không có nắm vững vấn đề là không dám uh, đoán 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 mò. Uh, à. nhưng mà ở Nam Cali này, đặc biệt là ngay quận Cam thì thì đúng à. hơn thì tôi à. nghĩ rằng là cái số người cử tri người Mỹ gốc Việt đảng dân chủ họ sẽ tiếp tục họ bỏ cho ông Biden và cử tri người Mỹ gốc Việt đảng Cộng hòa là chắc chắn một trăm họ bỏ cho ông Trump cái chuyện đó không thể nào mà khả, nó đi khác đi được à, à. tuy nhiên cái quyết định cái 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 tiểu bang California chắc chắn là cái tiểu bang xanh à, đa người cử tri đảng dân chủ nắm đại đa số thành ra chắc chắn như bao nhiêu kỳ tranh cử khác thì bất cứ người ứng cử viên đảng dân chủ nào đưa ra thì cũng sẽ thắng thôi anh. Vâng. ngoài chỉ trường hợp nhất là cái trường hợp của tổng thống Ronald Reagan hoặc là vâng. tổng thống Nixon là thành viên của đảng Cộng hòa nhưng mà vẫn được đa số lá phiếu của cử tri đảng cử tri đảng dân chủ cũng như Cộng hòa để mà có thể thắng được cái tổng thống ở tiểu bang California vâng. thưa anh vì họ là những người của California mà thưa anh họ có là cả cái dịch vụ này thì ngoài vấn đề đó ra thì bất kỳ một cái người ứng cử viên nào thuộc đảng dân chủ đều thắng trong ừ. cái, uh, cái, trong những cái kỳ tranh cử của tổng thống Thành. thưa anh Xuân Nam thì phía bên miền Bắc California có những cái gì đặc biệt để quan tâm đến không thưa anh Xuân Nam ờ, miền Bắc California thì thị trận sau khi mình hải quân thắng vụ kiện biên đoàn á à hay đó nha cái vụ đông thì, của đang nghe nói đó tín, uy yeah. y tín của biên đoàn xuống rất là thấp yeah. xuống, xuống thấp lắm nói tới biên đoàn người dân lắc lắc đầu giống <laughs> như họ đã bị lầm bầu lần lầm nhưng mà thời gian cũng gần đi nửa đường để nó thôi để tròn cho đi hết đoạn đường 4 năm Ừ. như cái sao của chúng tôi như các khuôn á là như các ông nghị viên á, là phần lớn chín mươi phần trăm trở lên là chỉ có bộ nhiệm kỳ thôi. Yeah. Nguyễn mạnh một nhiệm kỳ, Diệp Thơ Đăng một nhiệm kỳ, rồi ông Nguyễn Tâm một nhiệm kỳ. Nói chung là cứ một nhiệm kỳ không không ít cứ, gần như có một người hai nhiệm kỳ. Còn bị, bị, bị hai nhiệm kỳ là cô Mai Sinh Nguyễn nhưng mà bị đà, bãi nhiệm lên, bãi nhiệm xuống. Cái người cái người hình như người Việt Nam mình không biết làm chính trị. Thực tế cho thấy là tại sao đây, các ông chính đi gia của người Việt Nam đến giờ này ba lát rồi chín mươi chín à đó là một câu có thể khẳng định như vậy ai chứng minh ngược lại xin welcome không à, yeah, yeah. đó nói này, cho tôi cho chúng tôi biết được lý do gì mà cộng đồng người Việt ở trên San Jose bất mãn và không muốn à, cái lúc mà hai lý do một lý do thứ nhất là quan điểm quốc cộng một lý do thứ nhất là quan điểm quốc cộng anh tâm rớt một phần là trong chuyến đi về Việt Nam họp họ, 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 hành với những cái cán bộ lãnh đạo trong nước và cái hình ảnh đó nó bị lộ ra trên cộng đồng người Việt hai ngoài trên vấn đề tẩy chay rồi một số người á, là chẳng hạn như là bất tài số người hứa cho nhiều rồi lại quên như dịp thiên lân á, thì khi mà trước khi bầu cử là hứa rất là nhiều nhưng mà gọi ừ. đắc cử rồi thì cử tri gọi cả chục lần cả trăm lần không 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 trả lời ừ, ừ. thì đó là cái chuyện như vậy nó cứ xảy như vậy có gì chúng ta chưa biết đồng quan à. nói chung là người việt không có khoa học làm quan trước năm, năm, năm à. mình cái kho quốc gia hành chánh để đào tạo như quan chức của chính quyền việt nam việt nam ừ. nhưng sau năm bảy năm có cái trường quốc gia hành chánh đâu <laughs> làm theo bản năng họ làm theo ý thích họ làm theo thương ghét họ làm theo kiểu và khi mà trong một cộng đồng như vậy có một hai người mà được mời lên ví dụ tôi nói biên đoàn ông David Dương có mời tôi gặp ông ta một bữa sau 6 năm chúng tôi không có gặp nhau tôi gặp ừ. cà phê Paroma thì lúc đó ở ừ. đỡ đầu với biên đoàn một tỷ phú đỡ đầu với biên đoàn thì nhờ tôi giúp đỡ thì tôi hỏi biên đoàn này anh có bao đảm làm chính vụ, chính quyền nếu đắc cử thì do dân bởi dân và vì dân không, for the people, by the people, of the people. Nếu anh đồng ý như vậy, chúng tôi sẽ giúp anh. Ừ. Anh hứa chúng tôi là anh đồng ý và nhiều lần anh đi trong cộng đồng anh tuyên bố là chúng tôi theo gợi ý của ông Nam, là chúng tôi sẽ đồng nghị viên, for the people, by the people, of the people. Thì chúng tôi giúp đỡ anh đậu anh đầu xong bây giờ đi kiện dân lần sao? ừ ừ anh thay vì một chính phủ do dân bởi dân vì dân thì chú diện dân trù dập dân phù dọa dân thì đang sao? kiện dân hay kiện dân hay là là cấm dân không được đến dự buổi họp đó kiện dân anh kiện hai huynh ra tòa mà nhưng mà kiện là không có cho retraining order tất nhiên là à, anh nhưng mà hưởng đến cũng là một vụ kiện dạ vâng thì như nhưng vậy mà... thì bà thứ hai nữa làm sự dối trá của các ứng cử viên ừ, ừ. Ông Bùi Phát Tôi nghĩ nên rút kinh nghiệm vấn đề này Không ai bắt anh phải hứa Không ai bắt anh <laughs> ừ, là là phải làm Đó rồi chứng tỏ là mình làm được Mình mới hứa Ví ừ. dụ như Cái chuyện nhỏ cờ vàng thôi Cả ông thị trưởng San Jose McMahon, Cả ông biên đoàn lúc trước khi Đắc cử Bộ đảng ứng cử viên á thì tôn trọng cờ vàng đi đâu mang cờ vàng đi ra cộng đồng đi, lớn bé đừng mang cờ vàng ừ. nhưng khi mà tắt cử xong ông, ông, ông quên cha cờ vàng đâu quên mất tiêu luôn rồi <laughs> thì đi mua lại thì có gì đâu thì <laughs> người ta nhìn thấy cái gì một người là không có không có giữ lời hứa ừ. thì dân Việt Nam là không giữ lời hứa là ghét lắm Đúng vậy. do vậy tôi nghĩ rằng chúng ta cộng đồng Việt Nam chưa có những ứng cử viên biết cách làm chính trị mà là họ tham ra họ tham là bị có cái góp để làm yeah. có công việc mà được chức tước trong cái dân cử cũng oai vệ biết không? nhưng mà thực sự sống cuộc đời của một ứng cử viên thì họ chưa, chưa biết sống yeah. nên kết lời như vậy là tôi đối với các ứng cử viên Việt Nam mình đó, là không ai bắt anh phải hứa à. nhưng mà anh hứa thì chịu khó anh làm gì cho tao anh ta expect anh làm như vậy biết không? Ừ. anh Phát Bùi, anh có hứa gì không anh Phát Bùi? Tôi có hứa nhiều điều Nhưng mà những cái điều tôi hứa là nó từ trong cái lòng của con tim của mình Và mình luôn yeah. luôn phải làm việc cái điều đó Anh Nguyễn Xuân Nam nói rất đúng Có cái điểm rất là căn bản Là những cái người dân cử Là do người dân người ta cử lên Cái trách nhiệm của những người dân cử là để phục vụ Cái ý hướng và những cái điều mà cử tri người ta mong muốn Người ta trông đợi của mình và đi liền với những việc đó là những cái việc mà mình đã hứa với cử tri. Mình đã hứa thì mình phải tận lực mình làm. Có những cái trường hợp, thí dụ như là ông uh, Tổng thống George Bush, ông hứa rằng là tôi sẽ không tăng thuế. Quý vị hãy nhìn cái miệng của tôi đây. Read my lips. Read my lips đây. Lời nói của tôi đây. Thì sau đó vì vấn đề bất khả kháng, ông bắt buộc phải tăng thuế. Uh, dĩ nhiên là người ta cũng không có uh, nói rằng là ông hứa láo nhưng mà ừ. cái việc đó cho thấy rằng ông trong cái tình trạng bất khả kháng của ông đã tăng thuế và ông đã tuyên bố một cách quá hùng hộp hồ. thành để sau đó là ông ta không có thắng cử vào cái nhiệm kỳ thứ hai thành ra ừ. nếu mà chúng ta làm cái chuyện gì thì cũng phải lượng định cái khả năng của mình một chút là mình làm được thì mình hãng hứa dĩ nhiên không ừ. có thể nào mà mình nói luôn luôn là mình nói cái gì đó là một trăm phần trăm mình làm được nhưng mà anh hứa 10 điều anh cũng phải làm được bảy tám điều chứ không mà, 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 mà. trong cái yếu tố đó là tôi nói yếu tố này nè ông đang chuẩn bị cái rủi ro đó ông đang chuẩn bị cái rủi ro đó anh nhớ là ông nói bao nhiêu lần read my lip và ông nói bao nhiêu lần là là, là 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 là, gì đó là cái đó và Hillary Clinton lắc hơi bây giờ ông lại đi phủ nhận điều đó ông Trump nói là không giữ lời một chính lý ừ. mà không giữ lời thì thực sự người ta tới lúc bỏ lá phiếu người ta có suy nghĩ thì tôi ừ. có cái rủi ro của ông trump còn văn nguồn lớn lắm dù điểm tin tín nhiệm nói chuyện chơi trên trên vấn đề nói chuyện chơi trên tham gia dư luận nó nói nhưng mà bỏ lá phiếu có suy nghĩ vâng vâng còn... quý vị cho phép chúng tôi chỉ có một second thôi quý vị tin chúng tôi vừa mới nhận được tức thì thì là tổng thống ứng cử viên donald trump đã chính thức chọn ông Thưa nghị sĩ của tiểu bang Ohio, ông J.D. Vance trở thành mô trong những người running mate. Và điều đó cho thấy ông Mario Cubio ra khỏi và ông thống đốc của tiểu bang North Dakota cũng ra khỏi. À, điều này có nghĩa rằng là nếu ông chọn ông Mario Cubio thì có một số cử tri của những người châu Mỹ Latin. Nhưng ông đã không chọn cái phương hướng đó. Và ông chọn thượng nghị sĩ... Ready Vance trở thành là ông, ứng ông, 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 ông Vance là người ơi, sắc tộc nào anh? Dạ không, ông này là người trắng da trắng ở Ohio, anh. À, tiểu bang Ohio, thượng nghị sĩ của tiểu bang Ohio. Tôi Còn... nghĩ đó là tôi, tôi nghĩ đó thì sai lầm của ông Trump á. Dạ, yeah. nếu ông chọn ông Mario Cubio á, thì người đó nó người ta có nghĩ rằng có những cái số phiếu của những người Mỹ Latin nhiều hơn là ông thượng nghị sĩ Ready Vance. Tờ à, vì anh biết sao cái cử tri chúng ta nói là cử tri người da đen á, hiện nay most likely đa số tuyệt đối là ủng hộ Biden. Dạ. Yeah. Và tiếp sau với Biden với, với bà Kamala Harris thì bà Kamala Harris còn được ủng hộ nhiều hơn nữa. Nhưng mà tỷ độ ủng hộ ông, ông ông Trump rất là thấp. Tin mới nhận tối hôm qua thì số người ủng hộ ông Trump trong cộng đồng người da đen 22% là 1 phần 5 yeah. Vậy thì chúng ta biết bốn phần năm người khác đi đâu rồi. Mà ông không chọn da yeah. đen là một cái thất bại rồi. Vì ông không chọn luôn cả cái, cái, ông Rubio thì cộng đồng Nam Mỹ ra cũng lắp. Hiện nay ông Trump thua ông Biden cộng đồng Nam Mỹ là 42% sau so 41%. Ông Trump được yeah. 41, ông Biden được 42%. Người ta nghĩ là ông sẽ chọn ứng cử viên của Nam Mỹ là ông mặc mà, ông Marco, Rubio. Rubio. Yeah. Nhưng bây giờ không chọn, chọn da trắng nữa thì ông Trump là nghiêng về da trắng hơn, da trắng thượng nặng hơn, thì mất cử đi thiểu số rất là nặng này Đó là một lý, đi đi tôi không, tôi không cho đó là sự chọn lựa ra thông minh. Đúng. Vâng. Vâng, à, thì cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi trên cả tiếng đồng hồ hôm nay. Là, là sôi nổi khi chúng tôi có những cái sự nhận định của những người mà có thể nói rất là gần gũi với cộng đồng người Việt ở đây. Thế thì bây giờ hôm nay, nhân cái ngày 15 tháng 7 này, thưa anh Phát Bùi, anh có thể cho chúng tôi biết một vài sự kiện liên quan đến cái cộng đồng người Việt ở đây mà qua cái hiểu biết của anh có nhắm được. Việc trước tiên chúng tôi muốn nghe anh nói tin chùa Bát Nhã như thế nào thưa anh Phan Bùi. Vâng, chùa Bát Nhã thì để nói tóm tắt lại là vào cuối tháng 5 năm 2024 vừa qua thì trong một cái phiên tòa sự ở quận Cam thì vị thẩm phán đã đưa ra cái án lệnh là bà bên bà Tiffany Phạm có quyền trục xuất và tất cả những người ở trong cái tài sản của chùa Bắc Nhã ra ngoài để mà lấy lại ngôi chùa. Và bà ta quyết định rằng cái tài sản đó là thuộc quyền sở hữu của bên nhóm ông Khanh Đào và bà Tiffany Phạm. Ngoài ra, ông cũng cho à, những người à, hiện giờ ở trong chùa được quyền ở lại chùa đó thêm 3 tháng nữa. Nhưng mỗi tháng phải trả 20.000 đô la. Và cái số tiền này số tiền để trả cho... Bà Tiffany Phạm Trong cái thời gian mà bên chùa Bác Nhã Đang theo đuổi cái vụ kiện Để mà hủy đi appeal, Tức là để hủy đi cái việc Mà foreclosure Vào à, à, mùa xuân à, Vừa qua ừ. thì, thì đó là sự việc như vậy Và chúng tôi cũng đã tìm hiểu và được biết là Bên chùa đã trả 20.000 đô la Cho tháng 6 ừ. và cho tháng 7 Để mà được cái quyền ở lại chùa Thêm 3 tháng tức là cho đến hết tháng 8 tháng 8 À. Thế thì tháng, 3... tháng 7 đã đóng chưa anh? Tháng 7 đã đóng chưa? À, tháng 7, tháng 6 và tháng 7 đã đóng rồi. Đã đóng 20 Tuy nhiên là họ đã đóng với 40.000 đô la. Cho đến ngày hôm nay đã 40.000 đô la. Và dạ. họ có nếu họ tiếp tục đóng 20.000 vào tháng 8 thì họ có quyền ở thêm đến tháng 8. À. tháng 8 thì như thế nào thì hiện giờ chúng ta chưa biết nhưng nếu theo cái án lệnh của tháng 5 thì ừ. là các Phoenix Phạm có quyền trục xuất uh, những người trong chùa ra khỏi cái tài sản ở trên đường uh, đường số 1. Đó là những việc mà chúng ta biết được Và hiện giờ thì theo như tôi hỏi Một số luật sư liên quan đến Cái vụ kiện này Thì họ ừ. cho tôi biết một cách tổng quát thôi Là ừ. bên Một cái tổ hợp luật sư mới Mà hiện giờ anh hỏi bất ngờ tôi không nhớ tên Cái tổ hợp luật sư đó Mà bên Chùa Bạc vâng. đã đã mướn vào à, Đầu tháng 6 Qua một cái vâng. uh, Lisa, uh, Press release thì chúng ta biết được Là Tổ hợp này đã À, nộp đơn lên cho tòa án và yêu cầu tòa xử lại cái việc uh, tài sản của ngôi chùa bắc nhã và Vậy. họ đưa ra các lộ luận rằng những cái sự việc mà liên quan đến cái vụ mượn tiền là không hợp lệ và họ yêu cầu ừ. thì bỏ đi cái việc uh, đã phát mãi ngôi chùa thì ừ. chưa biết cái chuyện như nào tuy nhiên bên luật sư của bà tiếp Phan phạm cũng đã nộp cái bảng uh, phản biện motion để phản biện lại những cái lập luận đó của bên chùa thì cái sự việc này sẽ tiếp tục à, để mà tòa à, xử xem là bên nào là đúng lý và sẽ quyết định cho bên nào xin nói nó em một cái câu hơi câu... chúng ta chỉ phải dựa vào những cái gì mà tòa đã quyết án một cách sơ khởi vào tháng cuối tháng 5 thì trong Được. quyết định tháng 5 là bà Tiffany Phạm là cái người có chủ quyền sở hữu cái tài sản của chỗ Bắc Nhã khi mà họ đã mua với cái giá 3 triệu 6 nhưng và... mà bây giờ bên mày kháng án và tiếp tục ấy thì sự việc như thế nào chúng ta chưa biết thưa anh. Thì thưa anh có thể đi sâu hơn vào cái chi tiết tất cả những cái cho cốt hiện nay đang quang tại chùa Bát Nhã nó có ảnh hưởng gì qua cái vấn đề gia tăng từng tháng từng tháng một với cái số tiền 20 000 đô la một tháng không thưa. Anh? Tôi có một à, bà cô họ à, có hữu cho cốt của thân phụ của cô tôi ở trong để đặt trong chùa Bát Nhã. Thì cô tôi có thích ta nhờ tôi theo dõi thường xuyên à, Cho đồng, 200 đồng nhẹ nhàng Tôi hơn. nói với cô tôi là hiện giờ trong vòng 2-3 tháng nữa thì chưa có vấn đề gì Bởi vì chùa đã trả cái tiền 20.000 một tháng Thì bà cô tôi không muốn động đến hũ cho cốt cho đến khi nào trường hợp bất khả kháng Thì cô tôi có nhờ tôi theo dõi cái việc này để nếu có chuyện gì Thì cho cô tôi biết được để mà rời đi nơi khác thôi anh vâng cảm ơn uh, anh phát Bùi với tất cả các tin tức về cộng đồng đặc biệt là về chùa bát nhã anh xuân nam hôm nay có điều gì muốn trình bày để đưa ra với khán giả về vấn đề cộng đồng nữa không thưa anh xuân nam uh, tôi đang chờ đợi những cái tin tức diễn biến ở hoa dinh đúng vâng. về cuộc họp của trung ương đảng cộng hòa ở uh, 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 Milwaukee anh ở uh, Milwaukee uh, thì Milwaukee của 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 Wisconsin vâng. để theo cuộc họp của trung ương đảng cộng hòa như là đặc biệt là những bài diễn văn vâng cảm ơn anh xuân nam cảm ơn anh phát bùi đã có một cái buổi nói chuyện rất cởi mở thực tế và đáp ứng lại tất cả những cái tin tức thời sự mà chúng ta đang theo dõi và đặc biệt nhất là về vấn đề cộng đồng người việt của chúng ta ở dưới này và chắc là quý vị cứ theo dõi chúng tôi trong mỗi ngày thì chúng tôi sẽ đưa đến quý vị tất cả những cái vấn đề mà có thể nó rất hấp dẫn trong cái cộng đồng này và À, đến bây giờ thì là có một cái câu châm ngôn mà anh Xuân Nam vừa nói ra nói là phải giữ lời hứa phòng anh Xuân Nam tất cả các ứng cử viên cũng vậy đó phòng anh Xuân Nam thế anh biết sao tôi phải nói thế này tôi sẽ rất là ủng hộ anh Bùi Phát trong cuộc tranh cử lần này lý do là sao lý do là đó là người mà tôi tin là... giữ lời hứa <laughs> và vì cộng đồng à ok cảm ơn là ừ. xin cảm ơn anh Nguyễn Xuân Nam và cảm ơn tất cả quý vị nào của truyền thông uh, truyền hình Việt Nam uh, đã ủng hộ cho tôi qua lời kêu gọi của anh Nam thì thực sự ừ. là tôi xin khẳng định với vị tôi nhìn thẳng ống kính tôi nói rằng tôi cam kết và giữ vững cái làm ray của cộng Và lập trường trong cậu thứ hai là số phone của tôi trong suốt thời gian 8 năm qua số điện thoại cầm tay tôi tôi đã phổ biến rộng rãi trên rất nhiều kênh uh, truyền thông truyền hình vân vân và tôi đồng ý cho tất cả những ai cần liên lạc muốn liên lạc với tôi có thể gọi điện thoại cho tôi từ 9 giờ sáng cho đến 11 giờ khuya ừ. và cái đó tôi đã khẳng định và tôi đã hứa là tôi sẽ giúp tất cả mọi người mà không đòi hỏi một cái lời cảm ơn hay là cái đồng tiền tù lao nào tôi đã thực hiện được suốt tám năm qua thì tôi mong rằng những cái việc làm của tôi đã chứng minh được rằng tôi là người đã nói thì tôi giữ lời. Và ừ. cái việc làm của tôi là không phải là chỉ qua những cái lời nói miệng mà qua những hành động thực sự. Ừ. Thì tôi xin cảm ơn anh Nguyễn Xuân Nam đã nhắc nhở là đã là dân cử thì phải nhớ giữ lời hứa. Không ai bắt mình làm dân cử cả, mình làm là vì mình muốn làm. Và không ai bắt mình hứa, thành ra mình đã nói mình phải lượng cái sức của mình đã. Nếu có cố gắng làm và giữ được lời hứa thì hắn nói và ừ, thứ hai vâng. là thứ, anh Nam là ừ, đã con, là dân cử là người của nói, mọi nói người phát, câu này con câu trước khi anh chọn trọng, trọng nó hết giờ con câu này một phút nói bừa phát cái lý do thầm kín mà ủng hộ bùi phát một trăm phần trăm tôi không suy tính automatic tôi, tôi, ủng hộ anh ta lý do sao quý vị biết không trong cái cuộc chiến này rất nhiều người Mỹ, rất nhiều người Việt, 58.000 người Mỹ chết Việt Nam. Bao nhiêu người chúng ta chết trong chiến trận cái sự hy sinh của miền Nam nó to lớn lắm và một trong những ứng cử viên tôi nghĩ là rất giữ hồn và phách của Việt Nam Cộng Hòa là Bùi Phát do vậy ngày nào tôi nhìn thấy Bùi Phát còn trong dân cử ngày đó tôi yên tâm trong lúc hiện nay được Việt Cộng nó thanh toán nó chiếm miền Nam rồi bây giờ nó ra muốn chiếm cái California nữa. mà chúng ta không giữ người mình nằm trong cái vị trí then chốt đó. ngày nào đâu chúng ta sẽ ân hận cái ta sẽ Vâng 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 cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay và chúc quý vị ngày đầu tuần có những cái điều thành đạt được trong cái tuần này và chắc là quý vị biết thời tiết cũng vẫn còn chỉ ở cái mức độ nóng là thành quý vị quan tâm đến những người lớn tuổi trong gia đình của mình và thường xuyên chăm sóc sức khỏe của họ đối ứng với cái thời tiết ừ. hiện nay Cảm ơn quý vị, cảm ơn anh Xuân Nam, cảm ơn anh Phát Bùi đã cùng với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai cũng vào ngày thứ ba. À, phải tiếc quá. Vậy có ở tới năm có đi mời anh Phát trên toàn uống cà phê. Trời ơi, mời uống cà phê không? 20 23 hoặc 24 Phát sẽ lên trên Bắc Cali sẽ ghé thăm anh Nam. Và nếu cảm thấy ừ. thoải mái thì chung về nhà nằm ở nó dốc chơi. Và anh... <laughs> Ok, cảm ơn anh, anh tạm thời anh có thể email hay là anh có thể đặt cái tiệm nào trong tư ly cà phê ở đây cũng được, anh Xuân Nam, anh đừng lo chuyện đó. Cảm ơn hai anh. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.